Và lúc này thì câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel mới chỉ có được 20 điểm sau 17 trận đấu. Phong độ của họ ở mùa giải năm nay là khá phập phù. Ở vòng đấu thứ 16 thì cũng trên sân vận động Hàng Đẫy, họ đã để thua trước câu lạc bộ LP Banh Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sau đó trong trận derby của thành phố Hà Nội thì câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel lại giành chiến thắng. Còn với Maryland Quy Nhơn Bình Định, họ đã kiếm được 4 điểm sau 2 trận đấu đã qua kể từ khi mà V-League 1 quay trở lại sau quãng nghỉ. Đó là một kết quả tốt và nó sẽ giúp cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có được sự tự tin để bước vào trận đấu này. Đội hình ra sân bên phía đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sử dụng. Và đáng chú ý đó sẽ là bộ ba trung vệ cùng với Tiến Dũng, Tuấn Phong, một cầu thủ trẻ, và bên cạnh Thanh Bình, ở phía sau họ là thủ thành Quang Thế Tài. Các cầu thủ hàng tiền vệ của đội chủ nhà là Trương Tiến Anh, Shaha Đức Chiến và Phan Tuấn Tài. Trên hàng công thì Hoàng Đức sẽ hỗ trợ cho bộ đôi Rapero và Nhâm Mạnh Dũng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Mai Xuân Hùng, cùng với đó là các trợ lý Phạm Hoài Tâm và Trần Văn Hải. Trọng tài thứ tư là ông Lê Đức Cảnh, giám sát trận đấu là ông Đỗ Viết Cường và giám sát trọng tài là ông Võ Minh Trí. Đây là một trận đấu có sử dụng công nghệ VAR, với các trọng tài sẽ điều hành công nghệ VAR là ông Lê Vũ Linh và ông Trần Đình Thịnh. Bên phía đội chủ nhà câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel, người sẽ đeo chiếc bằng đội trưởng như thường lệ vẫn sẽ là Bùi Tiến Dũng. Anh cũng sẽ có một ngày đối đầu với người bạn thân của mình, đó là Trần Đình Trọng. Bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định thì huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tiếp tục sử dụng thủ thành Văn Lâm với bộ ba trung vệ là Đình Trọng, Marlon và Adriano Smith. Đây là bộ ba trung vệ có thể cho thấy được là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ sử dụng nhiều những cầu thủ có kinh nghiệm trong trận đấu này. Các cầu thủ ở hàng tiền vệ bên phía đội khách lần lượt đó sẽ là Nguyễn Văn Đức, Văn Triển, Văn Thuận cùng với Đức Lợi. Ở hàng công thì Phạm Văn Thành cùng với Leonardo Arthur sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn Allen. Với những tên tuổi đang góp mặt trong cả hai câu lạc bộ, với vị thế của họ cùng những mục tiêu riêng và đặc biệt là sự hiện diện của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc đại cát tìm vàng, tìm thêm những cầu thủ hứa hẹn cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung vào đầu tháng 6 tới, thì chúng ta có thể kỳ vọng cả hai đội bóng sẽ mang lại một trận đấu hấp dẫn. Chúng ta có thể thấy là khá đông các cổ động viên của câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel như thường lệ vẫn đang góp mặt ở khu vực khán đài B. Văn Lâm cũng đã trình làng một mẫu tóc khá điệu khi anh đã buộc ngược về phía sau tóc mái của mình. Văn Lâm cũng sẽ cố gắng thể hiện trong trận đấu này để có thể gây ấn tượng được với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đó cũng là một nỗ lực của anh để có thể cạnh tranh được với vị trí ở khung thành của đội tuyển quốc gia cùng với Nguyễn Philip. Trong những trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay, trên sân nhà thì LP Banh Hoàng Anh Gia Lai đã cầm hòa được đội bóng đầu bảng, đó là Thép Xanh Nam Định. Sông Lam Nghệ An cũng chỉ có được tỷ số hòa không đều với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có thể chiến thắng trong trận đấu này thì họ cũng có thể rút ngắn được cách biệt với đội bóng đứng đầu bảng, đó là Thép Xanh Nam Định. Và như vậy là trận đấu muộn nhất ở vòng đấu thứ 18 của V-League 1 2023-2024 đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel với trang phục áo đỏ, quần đỏ sẽ bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Vừa rồi thì Nhâm Mạnh Dũng đã có một tình huống di chuyển hơi sớm và không hiểu ý với Phan Tuấn Tài. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định như thường lệ đó vẫn sẽ là Văn Thuận và Văn Triển. So với trận đấu trước thì Văn Triển đã trở lại với đội hình xuất phát của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Nhìn vào những cái tên góp mặt trong đội xuất phát của đội khách thì chúng ta đều có thể hiểu được là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang ưu tiên sử dụng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định bởi Thiệt Cồng Viettel đang rất khát điểm. Chỉ có chiến thắng trong trận đấu này mới có thể giúp cho câu lạc bộ Thiệt Cồng Viettel có thể tiệm cận được với nửa trên của bảng xếp hạng. Hoặc không thì họ vẫn sẽ có những ngày tháng phải nằm ở nhóm cuối. Leo Arthur. Như vậy là tiếng còi đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Leo Arthur cũng đang có một phong độ khá tốt trong quãng thời gian gần đây, với những ấn tượng mà anh đã tạo ra được trong những trận đấu rất quan trọng của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Chúng ta đều nhớ tới chiến thắng 4-2 của Maryland Quy Nhơn Bình Định có được trước đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Đó là một chiến thắng ngay trên sân vận động Thiên Trường. Ở đó thì những Văn Đức, Alan, Văn Chuẩn, Văn Thuận và đặc biệt là Leonardo Arthur đã có một màn trình diễn xuất sắc để giúp cho Maryland Quy Nhơn Bình Định giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Có một chi tiết rất đặc biệt ở mùa giải năm nay, đó là câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định trong những chuyến làm khách cho tới lúc này trên sân vận động Hàng Đẫy
đều đang bất bại. Họ đã hòa một đều với nhà đương kim vô địch ở vòng đấu khai màn mùa giải. Và gần nhất thì họ cũng có được chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta có đủ những lý do để có thể tự tin về việc câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định hướng đến một kết quả tích cực trong trận đấu này. Đây cũng sẽ là một ngày gặp lại đội bóng cũ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. 8 tháng sau khi chia tay câu lạc bộ Bình Định thì ông đã trở lại và bây giờ là đang dẫn dắt câu lạc bộ Thiệt Công Viettel. Cùng với câu lạc bộ Bình Định trong quá khứ thì huấn luyện viên Đức Thắng đã giúp cho đội bóng này thăng hạng mùa giải 2021 và ngay sau đó một năm là một chiến tích rất đáng nhớ với việc về đích thứ 3 tại V-League 1 ở mùa giải 2022 và cùng với đó là vị trí Á quân của Cúp Quốc gia. Và người trợ lý của ông ở thời điểm đó là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy giờ lại đang trở thành huấn luyện viên trưởng và đang đi đúng hướng cùng với Maryland Quy Nhơn Bình Định ở mùa giải năm nay. Có rất nhiều những mối lương duyên của cầu thủ cả hai đội nữa bên cạnh cả hai huấn luyện viên. Nhưng Mạnh Dũng đã không thể có được một tình huống xử lý thành công. Nhưng Mạnh Dũng cũng đang có được sự cải thiện về mặt phong độ. Ở vòng đấu gần nhất thì anh là người đã kiến tạo để cho Hoàng Đức có thể ghi bàn. Một tháng trở lại đây là một tháng mà Nhâm Mạnh Dũng đã rất cố gắng để có thể ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Đức Thắng. Mắc lòn. Khá tốt, Cao Văn Triển. Bóng được mở sang trái. Ở cánh trái của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định vào lúc này đang là Đức Lợi. Ariano Smith đang đá vị trí trung vệ lệch trái của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao mà Ariano Smith lại dâng cao. Anh sẽ hỗ trợ cho Đức Lợi và phần nào đó là cả Văn Thuận, đội trưởng của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định, với những tình huống mà tiền vệ trung tâm này dịch chuyển sang phía hành lang cánh trái để phối hợp cùng với Leo Actor. João Pedro mất bóng rồi. Không có lỗi của João Pedro. Hoàng Đức. Không được. Hai nỗ lực xử lý liên tiếp là của Đức Chiến nhưng đều không thành công. Ở trận đấu này thì huấn luyện viên Đức Thắng tiếp tục sử dụng trung vệ trẻ, đó là Đặng Tuấn Phong, một trung vệ sinh năm 2003 và cùng lứa với những cầu thủ như Khuất Văn Khang. Đặng Tuấn Phong nằm trong nhóm những cầu thủ của câu lạc bộ Thiệt Công Viettel ở đội U21 được đôn lên ở đầu mùa giải năm nay, đá ở đội 1 cùng với những cầu thủ như là Hoàng An hay tài năng trẻ Công Phương. Với sự hiện diện của Đặng Tuấn Phong ở vị trí trung vệ thì Đức Chiến đã trở lại với hàng tiền vệ và đang là người đá thấp nhất. Mở bóng tốt, đó là pha mở bóng của Đức Chiến dành cho Trương Tiến Anh. Trương Tiến Anh cũng là một trong những cầu thủ đang có phong độ rất cao bên phía câu lạc bộ Thiệt Công Viettel. Anh đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng của câu lạc bộ Thiệt Công Viettel trên loạt đá luân lưu trước PVFC AND tại Cúp Quốc gia. Và vòng đấu gần nhất thì anh cũng là người đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Phong độ này của Trương Tiến Anh đủ ấn tượng để huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể chú ý. Nhìn chung tháng năm này là một tháng rất đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi mà huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ có rất nhiều những sự quan sát. Cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả các cầu thủ đang tham dự V-League 1. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể mang tới rất nhiều những màu sắc tươi mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang bị đau. Trong quãng thời gian này bên cạnh Đặng Văn Lâm, bên cạnh Nguyễn Philip thì có rất nhiều các thủ môn của V-League 1 2023-2024 đang nổi lên, như là thủ thành trẻ Văn Việt của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, rồi cả Minh Toàn của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tất cả họ sẽ cạnh tranh một cách rất mạnh mẽ cho một vị trí trong khung thành của đội tuyển quốc gia. Ở hàng phòng ngự thì Adriano Smith và đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam cũng chờ đợi Đình Trọng có thể trở lại. Rất nhiều những chi tiết trong quãng tháng 5 này với các đội bóng của V-League 1 mà khiến cho người hâm mộ có thể bàn tán rất nhiều. Họ đang chờ đợi huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng với bản danh sách của mình. Hoàng Đức cũng sẽ là một cầu thủ phải cạnh tranh mạnh mẽ với rất nhiều những cầu thủ đang nổi lên. Bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định thì bộ đôi Văn Triền và Văn Thuận cũng đang là những ứng viên sáng giá và nhận được nhiều sự chú ý. Một trong những chi tiết mà người hâm mộ Việt Nam có thể chờ đợi ở Văn Triền và Văn Thuận được góp mặt trong đội tuyển quốc gia là nhờ việc họ đang duy trì được một phong độ
khá ổn trong màu áo của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Và lúc này thì đang có những dấu hiệu về việc công nghệ VAR được điều hành bởi các trọng tài Lê Vũ Linh và Trần Đình Thịnh sẽ có những góc nhìn để cho trọng tài Mai Xuân Hùng được tham khảo. Và như vậy là trực tiếp ông Mai Xuân Hùng sẽ tham khảo màn hình của công nghệ VAR. Hãy cùng chờ xem câu chuyện gì đã xảy ra trong tình huống va chạm vừa rồi. Đây là một pha bóng mà cầu thủ áo đỏ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel đã giơ hơi cao tay một chút. Không biết là liệu liên quan đến một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel hay không. Phần nhiều thì chúng ta sẽ nghĩ đến kịch bản đó, chứ không phải là một quả đá phạt đền. Đã có những kịch tính dần xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Người đã va chạm với cầu thủ bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định đó là Jaha. Đúng là có một cánh tay được vung ra từ Jaha. Cánh tay ấy vung cao một cách bất thường. Chúng ta có thể nhìn vào góc trái của màn hình và có thể thấy cánh tay của Jaha đã vung cao như thế nào. Đây có thể sẽ là một tình huống mang tính bước ngoặt đầu tiên của trận đấu này. Hãy cùng chờ những quyết định đến từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Đây là góc máy cận cảnh. Không phải là một góc máy đủ dễ để cho trọng tài Mai Xuân Hùng có thể theo dõi được một cách cụ thể. Nhưng hãy cùng chờ quyết định của ông. Chiếc thẻ màu đỏ đã được trọng tài Mai Xuân Hùng rút ra dành cho Jaha. Lỗi hành vi đến từ tiền vệ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cánh tay được băng trắng của Jaha trong những góc máy cận cảnh đã vung khá cao và chúng ta có thể thấy được. Và nó vung thẳng vào mặt của cầu thủ bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Jaha. Và câu lạc bộ Thể Công Viettel chỉ còn lại 10 người trên sân. Họ mất người ngay trong quãng 10 phút đầu tiên. Đó là tình huống bước ngoặt đầu tiên trong trận đấu này và hãy cùng chờ xem là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ tạo ra những sự điều chỉnh như thế nào. Sau khi tháo các dụng cụ hỗ trợ thì Jaha sẽ được mời rời khỏi sân và trận đấu đã được tiếp tục. Adriano Smith, Văn Thuận. Với việc mất người thì câu lạc bộ Thể Công Viettel trong giai đoạn này sẽ lùi đội hình về và chơi phòng ngự. Và khi đó thì khả năng hoạt động độc lập của những mũi nhọn như João Pedro rồi Nhâm Mạnh Dũng sẽ phải được huy động tối đa bên phía đội chủ nhà. Không khí cũng đang trùng xuống khi mà các cổ động viên của câu lạc bộ Thể Công Viettel cảm nhận được những khó khăn đang lớn dần lên. Văn Thuận. Hơn người thì chắc chắn là cơ hội dành cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Họ rất tự tin với những chuyến làm khách tại sân vận động Hàng Đẫy ở mùa giải 2023-2024. Không được. Lê Văn Thờ đã bị ngăn chặn. Đức Chiến. Nguy hiểm, đó là đường chuyền sai của Hoàng Đức. Có đôi chút sự lúng túng của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Lê Văn Thờ. Lê Văn Thờ có khả năng xử lý ở những phạm vi hẹp. Với bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã nói lên điều đó.
Câu lạc bộ Thiệt Công Viettel sẽ phải rất cẩn thận với bộ đôi ngoại binh trên hàng công của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bóng đã nhanh chóng trở lại với các cầu thủ bên phía đội khách. Cao Văn Triển, Văn Thành, ở cánh phải của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định họ có một Văn Đức ở mùa giải năm nay chơi khá hay. Sau khi chuyển đến từ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Văn Đức đã nhận được trọn vẹn niềm tin của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy và anh đã có rất nhiều những đóng góp. Bây giờ là Nguyễn Văn Đức. Ở mùa giải trước thì Nguyễn Văn Đức cùng với một cầu thủ khác cũng tên là Văn Đức, Bùi Văn Đức của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo ra được một bộ đôi cánh rất lợi hại của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Leo Arthur, với việc đang thi đấu hơn người thì Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đẩy đội hình lên. Văn Thuận, bộ ba những cầu thủ như là Văn Thuận, Đình Trọng và Phạm Văn Thành đều là những học trò cưng của huấn luyện viên Đức Thắng trong giai đoạn mà ông dẫn dắt Maryland Quy Nhơn Bình Định. Vẫn tiếp tục là các cầu thủ đội khách. Nhà Mạnh Dũng đã lùi sâu và hỗ trợ phòng ngự. Cao Văn Triển, Văn Đức, vẫn là những giây phút mà đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội so với câu lạc bộ Thiệt Công Viettel. Đình Trọng, đây là trận đấu thứ 11 kể từ đầu mùa của Đình Trọng. Rất lâu rồi thì người ta mới có thể thấy Đình Trọng thi đấu trong một mùa giải kéo dài với một số trận đấu lớn hơn 10. Vừa rồi thì chính Đình Trọng là người đã ngăn cản được João Pedro. Đang có những thông tin về việc Đình Trọng sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ ngược về thành phố Hà Nội và lựa chọn một trong ba đội bóng của thủ đô. Văn Triển, bộ khung của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn đang được giữ nguyên. Với hàng tiền vệ của họ đều là những cái tên có thể nói là chất lượng hàng đầu của giải đấu như Văn Đức, Văn Triển, Văn Thuận. Không được. Đó là một nỗ lực chuyền bóng xuyên tuyến của Đình Trọng, nhưng ở phía trên thì Allen đã không thể khống chế thành công. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nhâm Mạnh Dũng, Mang Lòn. Không khó để chúng ta có thể nhận ra kịch bản về việc câu lạc bộ Thiệt Công Viettel buộc phải chơi co cụm với một đội hình lùi sâu. Còn Maryland Quy Nhơn Bình Định đang kiểm soát bóng và cố gắng tìm đường vào khung thành của Quảng Thế Tài. Ở trận đấu này thì câu lạc bộ Thiệt Công Viettel cũng không có được sự phục vụ của Pedro Enrique. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Maryland Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ Thiệt Công Viettel với sự thay đổi cầu thủ. Số 15 Đặng Tấn Phong rời sân, số 8 Nguyễn Hữu Thắng vào sân. Một quyết định thay đổi người khá bất ngờ đến từ huấn luyện viên Đức Thắng. Như vậy là trung vệ trẻ Đặng Tuấn Phong sẽ rời sân và nhường lại vị trí cho Hữu Thắng. Hãy cùng chờ xem những quyết định của huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Thiệt Công Viettel sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Tuấn Phong có trận đấu thứ hai liên tiếp được đá chính nhưng anh chỉ được thi đấu trên sân khoảng hơn 16 phút mà thôi. Rất đáng tiếc cho tài năng trẻ sinh năm 2003 bên phía câu lạc bộ Thiệt Công Viettel. Trương Tiến Anh, phối hợp không thành công nhưng Trương Tiến Anh đã cướp được bóng. Trọng tài đã thổi phạt Marlon Rangel.
sẽ có một quả đá phạt được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho trung vệ bên phía câu lạc bộ Maryland Thiên Nhiên Bình Định. Những tiếng hô vang Thể Công Viettel lại vang lên. Hoàng Đức cũng đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay vào lưới của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đó là trận đấu được diễn ra ở vòng đấu thứ 7, nhưng đó là một thất bại của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Ông Mai Xuân Hùng đã đưa ra một quyết định nghiêm khắc, nhưng nó là một quyết định đúng đắn khi mà Saha đã có một lỗi hành vi. Trong thế thua thiệt hơn về quân số thì câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ cố gắng khai thác những tình huống cố định. Đứng trước bóng đang là Hoàng Đức. Những cầu thủ có khả năng không chiến tốt bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel đều đã xuất hiện. Bóng được cho vào, không phải, đó là cú đá về góc gần của Hoàng Đức. Và lúc này thì khả năng hoạt động độc lập cũng như là phát huy được những phẩm chất của mình đến từ Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng rồi Hữu Thắng sẽ là một cơ sở để huấn luyện viên Đức Thắng có thể trao gửi niềm tin. Cao Văn Triển, chúng ta hãy cùng chờ xem là Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ cố gắng khai phá được hệ thống phòng ngự màu đỏ như thế nào khi mà các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã lùi rất sâu. Cao Văn Triển. Hoàng Đức là người đã thu hồi được bóng. Nhâm Mạnh Dũng. Ở phía trên là João Pedro. Thế trận này có lẽ là phù hợp hơn với Pedro Henrique. Tuy nhiên thì Pedro Henrique đã gặp chấn thương ở vòng đấu thứ 16 trong trận đấu gặp LV Bạch Hoàng Gia Lai. Anh đã không thể góp mặt trong trận derby của thủ đô và cả trận đấu này. Đó là một sự vắng mặt rất đáng tiếc bên phía Thể Công Viettel. Bên cạnh đó thì họ cũng đã mất đi Tử Thành Văn Phòng từ đầu tháng 5 vì chấn thương cổ tay. Bóng được mở sang phải dành cho Trương Tiến Ảnh. Tiếp tục là Trương Tiến Ảnh. Hữu Thắng đang di chuyển. Hữu Thắng. Không được. Rất cố gắng để khống chế, đó là Hoàng Đức. Hoàng Đức bị vây rất chặt. Đức Lợi là người đã đưa được bóng lên. Nhưng các cầu thủ bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn chưa thể thoát khỏi những áp lực. Cao Văn Triển đã để bóng chạm tay. Một tình huống đi bóng khá tốt của Hữu Thắng. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel ngay rìa vòng cấm. Trong thế trận này thì giải quyết đối thủ bằng một tình huống cố định luôn là một điều mà chúng ta có thể chờ đợi từ đội chủ nhà. Và nó cũng sẽ là thử thách dành cho thủ thành Văn Lâm. João Pedro, Trương Tiến Anh là những người đang đứng trước bóng. Hãy cùng chờ xem. Japero. Nguy hiểm. Không vào. Cú đá với lực tốt của Japero. Thủ thành Văn Lâm đã rất cố gắng. Nhưng bóng đã ở ngoài tầm với của thủ thành bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bóng đã đi ra ngoài chỉ trong gang tấc thôi. Và thật đáng tiếc cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cao Văn Triển. Văn Thuận.
Leo Arthur. Leo Arthur vẫn đang bị theo sát bởi các cầu thủ áo đỏ. Còn ở phía khu vực trung lộ thì Allen quả thật là đang phải sống trong một vòng vây của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel rất chật chội. Chúng ta có thể thấy là các cầu thủ áo đỏ đã tạo ra một không gian ở phía trước vòng cấm chật chội như thế nào. Hoàng Đức đã bị phạm lỗi, đó là quyết định được đưa ra từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Leo Arthur đã vô tình dẫm lên chân của Hoàng Đức. Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua, tỷ số vẫn đang là không đều trong trận đấu muộn nhất ở vòng đấu thứ 18 này. Cho tới lúc này của mùa giải thì João Pedro cũng đã có được một pha lập công. Nhìn chung thì số bàn thắng của các chân sút bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel nếu như so với Maryland Quy Nhơn Bình Định thì khá khiêm tốn. Người đang ghi bàn tốt nhất cho câu lạc bộ Thể Công Viettel đó chính là tân binh ở giai đoạn 2, Pedro Enrique với 3 pha lập công. Văn Thuận, Adriano Smith, thử thách bây giờ với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định là họ sẽ phải chuyền bóng thật nhanh và có những tình huống xuống bóng để có thể kéo giãn được hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Họ chưa thể tìm ra được kẽ hở. Nhâm Mạnh Dũng cú đá ngay, bóng đi thiếu chính xác. Đó là một ý tưởng không tệ đến từ Nhâm Mạnh Dũng. Nếu như bóng đi vào chính giữa khung thành thì Văn Lâm sẽ đứng trước nguy cơ phải nhận bàn thua. Quãng thời gian trong tháng 4 và tháng 5 là một quãng thời gian mà Nhâm Mạnh Dũng đã có được một sự cải thiện về mặt phong độ với những đóng góp cụ thể như bàn thắng hay kiến tạo. Không được. Allen đã không sẵn sàng với một tình huống phối hợp cùng với Leo Arthur. Bộ đôi Allen và Leo Arthur đã cùng nhau mang tới 16 bàn thắng cho tới lúc này dành cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cao Văn Truyền. Văn Thuận và Văn Truyền vẫn luôn là một bộ đôi rất bền bỉ nơi hàng tiền vệ của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Kể từ đầu mùa thì Văn Thuận chưa vắng mặt trận đấu nào trong số 17 trận đấu đã qua. Đó là đường truyền về của cầu thủ đang chạy cánh trái bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định, Đức Lợi. Leo Arthur. Đây là một cầu thủ có khả năng qua người tốt. Vẫn là Leo Arthur. Pha dâng cao của Đinh Trọng, Mark Lon. Ngoại trừ thủ thành Đặng Văn Lâm thì tất cả các cầu thủ của Maryland Quy Nhơn Bình Định đều đang góp mặt trên phần sân của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định thì huấn luyện viên Đức Thắng đã tạo ra một đội bóng có khả năng xoay chuyển đội hình và lối chơi. Và bây giờ thì ông đang phải dẫn dắt câu lạc bộ Thể Công Viettel cùng một lối chơi ở thế thiếu người là phải chơi phòng ngự chặt. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ đưa ra những phương án như thế nào trong ngày tái đấu với người đồng nghiệp cũ. Leo Arthur, Allen không thể phối hợp thành công. Phan Tuấn Tài là người đã có tình huống đánh đầu phá bóng, nhưng các cầu thủ áo đỏ chưa thể giải nguy. Dứt điểm. Văn Thành là người đã có một nỗ lực dứt điểm. Trước đó thì Đức Chiến đã không thể bảo vệ được quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Không phải như vậy, người đã dứt điểm đó là Đinh Trọng.
Khả năng phòng ngự của câu lạc bộ Thể Công Viettel đang được gửi gắm ở bộ ba trung vệ của họ, đó là Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, và phần nào đó thì sẽ là những tình huống lùi xuống của Đức Chiến. Bên cạnh đó thì Phan Tuấn Tài cũng có thể giật vào phía trong và đá như một trung vệ. Khả năng thích ứng được vị trí của Phan Tuấn Tài và Đức Chiến là rất cần thiết với huấn luyện viên Đức Thắng trong bối cảnh như hiện tại. Mark Lon. Mùa giải năm nay thì Mark Lon có những đóng góp khá cụ thể, anh cũng đã có được một pha lập công. Trung vệ của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đã có được một bàn thắng ở vòng đấu thứ 3 trong chiến thắng của Maryland Quy Nhơn Bình Định trước các cầu thủ LP Bành Hoành Gia Lai. Hoàng Đức. Đức Chiến không thành công. Liên tiếp là những màn tranh chấp ở khu vực giữa sân. Bóng đã đến với vị trí của João Pedro. Trương Tiến Anh. Tiếp tục là Trương Tiến Anh. Đức Chiến mở bóng sang trái dành cho Nhâm Mạnh Dũng. Phan Tuấn Tài đang băng lên, chống biên không thành công. Và ngăn chặn tốt là của Nguyễn Văn Đức. Lên bóng nhanh dành cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tốc độ của Văn Đức không kịp. Một tình huống băng lên đến từ Quang Thế Tài. Anh đã phải xuất tướng và đã góp mặt rất kịp thời để có thể phá bóng trước khi mà Văn Đức có thể tiếp cận. Một pha bóng mà Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đã cho thấy họ nguy hiểm như thế nào với những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đình Trọng. Ariano Smith. Ariano Smith cũng đang tìm kiếm cơ hội để có thể trở lại với đội tuyển quốc gia sau một thời gian anh bị lãng quên dưới thời luyện viên Philippe Thuzier và cả giai đoạn cuối của luyện viên Park Hang-seo. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp một sắp sửa trôi qua. Những người theo dõi trận đấu này đều có thể dễ dàng nhận ra là câu lạc bộ Thể Công Viettel đang chấp nhận nhường lại thế trận cho Maryland Quy Nhơn Bình Định và họ chờ đợi những cơ hội. Đá phòng ngự rình rập là điều mà câu lạc bộ Thể Công Viettel đang phải áp dụng. Leo Arthur, Cao Văn Chuyển, Thành Bình là người cắt bóng. Một pha cắt bóng rất tốt của Thành Bình trước khi bóng có thể đến với đà băng xuống của Leo Arthur. Hữu Thắng, bóng vẫn còn trong cuộc. Bây giờ là Cao Văn Chuyển. Không hiểu ý nhau. Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn tiếp tục là Nhâm Mạnh Dũng. Hữu Thắng. Đường chuyền nhanh của Đức Chiến. Không được. Văn Lâm đã có một pha ném bóng tốt cho Leo Arthur. Nhưng Thanh Bình cũng đang cho thấy được khả năng đeo bám. Bóng đã trở lại với các cầu thủ áo đỏ. Phan Tuấn Tài mở bóng nhanh lên phía trên dành cho João Pedro. João Pedro và Nguyễn Văn Đức. Đức Chiến. Phan Tuấn Tài và Hoàng Đức đã không thể phối hợp thành công. Một pha cắt bóng tốt của Phạm Văn Thành. Mười năm trước thì Phạm Văn Thành là một trong những tiềm năng của bóng đá Việt Nam, nhận được rất nhiều những sự chú ý. Anh cũng là một cầu thủ ưa thích của những huấn luyện viên như Phạm Minh Đức
và cả huấn luyện viên Đức Thắng của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Marlon và mở bóng của Cao Văn Triền dành cho Nguyễn Văn Đức. Không được. Đình Trọng phối hợp ở phạm vi hẹp khá tốt. Văn Thuận cú lốp bóng. Ngoài khả năng cầm trịch ở tuyến giữa thì Văn Thuận còn là một cầu thủ có khả năng dứt điểm rất ngẫu hứng. Trong trận đấu lượt đi với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Quy Nhơn thì Văn Thuận đã từng có một tình huống tâng bóng như cầu mây, đưa bóng đập trúng xà ngang. Còn ở tình huống vừa rồi thì anh muốn có một cú lốp bóng qua thủ thành Quang Thế Tài, nhưng bóng đã đi hơi cao một chút. So với Pedro Henrique thì João Pedro không phải là một tiền đạo có thể chơi độc lập và tạo ra được những tình huống xuyên phá từ hai cánh. João Pedro cần một bộ cung cấp những cơ hội ở phía sau. Leo Arthur. Văn Đức. Không hiểu ý nhau. Đó là một đường chuyền sai của Văn Đức. Tiếng còi đã vang lên rồi và một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Leonardo Arthur. Trong tình huống va chạm trước đó với Hoàng Đức thì trọng tài đã có những nhắc nhở với Leo Arthur và ở tình huống này anh lại dẫm lên chân, nhưng không phải là Hoàng Đức mà là Đức Chiến. Các trọng tài của V-League 2023-2024 đang có xu hướng bắt chặt chẽ hơn. Đó cũng là một chi tiết cần để giúp cho giải đấu có thể giảm thiểu đi những tình huống va chạm xấu xí, rồi cả những tình huống xấu chơi. Hoàng Đức. Hữu Thắng. Hữu Thắng cũng sẽ có những tình huống bó vào khu vực trung lộ và đá như một tiền vệ tấn công ở phía sau lưng của João Pedro. Trương Tiến Anh. Nhâm Mạnh Dũng thả bóng khá hợp lý. Đường chuyền vào là của Phan Tuấn Tài. Nhâm Mạnh Dũng đã không thể qua người thành công. Văn Triển. Bây giờ là Văn Thuận. Tình huống chém bóng sang phía hành lang cánh trái đã bị ngăn chặn bởi Hữu Thắng. Đức Lợi. Những phút đã qua là những phút mà câu lạc bộ Thể Công Viettel đang cố gắng đẩy đội hình lên. 5 phút vừa rồi thì họ đã có được một thế trận khá tương đồng. Và như vậy là trong trận đấu diễn ra sớm hơn trận đấu này khoảng 1 tiếng thôi, ở những phút cuối này thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gỡ hòa 2 đều trong trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội. Lên bóng nhanh dành cho các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tốc độ của Allen. Vẫn là Allen dứt điểm. Không vào. Pha phối hợp của bộ đôi cầu thủ bên phía Maryland Quy Nhơn Bình Định. Và một lần nữa chúng ta thấy là họ đã chuyển trạng thái nhanh tốt như thế nào. Với hạt nhân là Leonardo Arthur, cùng với đó là Allen. Allen đã rất nhanh đẩy bóng để vượt qua được Thanh Bình. Quang Thế Tài đã có phần do dự để băng lên. Nhưng rất may cho câu lạc bộ Thể Công Viettel là cú đá của số 72 đã đưa bóng đi ra ngoài. Nắn nót hơn, chỉn chu hơn thì đó có thể đã là bàn thắng rồi. Bóng đã khẽ sượt qua chân của Quang Thế Tài. Sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Chờ bóng vào. Văn Thuận đưa bóng cho Văn Triển. Và ta tiếp theo. Cầu thủ áo xanh đã không thể tiếp cận.
Chúng ta vừa được thấy những phút mà các cầu thủ Maryland, Quy Nhơn, Bình Định đã giăng ra một cái bẫy. Họ để cho câu lạc bộ Thể Công Viettel đẩy đội hình lên và chỉ một tình huống thôi. Họ đã đặt khung thành của Quang Thế Tài trong tình trạng báo động. Gia Hà vẫn đang đứng ở lối vào phòng thay đồ của câu lạc bộ Thể Công Viettel để theo dõi các đồng đội của mình thi đấu. Chắc chắn là Gia Hà đang rất sốt ruột, đặc biệt sau tình huống vừa rồi khi mà đội bóng của anh đã để cho Maryland, Quy Nhơn, Bình Định có được một cơ hội rõ rệt. Văn Triển, Đình Trọng, bây giờ là Văn Thuận. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Tình huống đưa bóng vào dành cho Allen. Trường Tiến Anh đã xử lý gọn gàng và phá bóng lên. Nỗ lực của Nhâm Mạnh Dũng nhưng bất thành. Bây giờ là Nguyễn Văn Đức. Không được. Nguyễn Tiến Dũng đã kịp thời giật về. Hoàng Đức mở bóng sang phải dành cho Trương Tiến Anh. Tốc độ của Trương Tiến Anh có thể sẽ mang lại một cơ hội lên bóng sáng nước dành cho câu lạc bộ Thể Công tiếp theo. Đưa bóng vào. Adriano Smith đã ngăn chặn được tình huống tạt bóng của Trương Tiến Anh. Hữu Thắng, Trương Tiến Anh. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào quãng 5 phút cuối thời gian thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên. Tỷ số vẫn đang là không đều. Thể Công Viettel đang gặp những khó khăn, đặc biệt sau khi họ để mất người với tấm thẻ đỏ của Gia Hà. João Pedro. Một tình huống mà João Pedro đã cố gắng xử lý, nhưng pha mở bóng của anh đã hơi chậm nhịp một chút. Đức Chiến có thể sút xa. Không phải, đó là pha phối hợp với Nhâm Mạnh Dũng. Đức Chiến đã ngã. Trọng tài đã xua tay rất nhanh. Ông Mai Xuân Hùng đứng rất gần với điểm xảy ra va chạm và ngay lập tức xua tay. Hãy cùng chờ xem là câu chuyện đã xảy ra như thế nào. Một màn tranh chấp giữa Đức Chiến và Văn Thành. Thật khó để có thể thổi phạt Văn Thành trong pha bóng này. Đây là một trận đấu có sử dụng công nghệ VAR. Công nghệ VAR đã hỗ trợ cho trọng tài Mai Xuân Hùng để ông đưa ra quyết định về tấm thẻ đỏ dành cho Gia Hà. Và hãy cùng chờ xem, trong sự sốt ruột của huấn luyện viên Đức Thắng thì ông Mai Xuân Hùng có tham khảo màn hình của công nghệ VAR hay không. Văn Thành cũng đã có một nỗ lực để theo Đức Chiến tới cùng và khiến cho số 21 bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel không thể rảnh chân dứt điểm. Những điểm nhấn trong hiệp 1 này là những tình huống va chạm xảy ra trong vòng cấm của câu lạc bộ Maryland, Quy Nhơn, Bình Định. Văn Thành cũng đã chủ động thu cánh tay trái của mình rất nhanh. Còn Đức Chiến khi vào khu vực nguy hiểm thì biết mình phải làm gì. Khu vực gần với mắt trái của Văn Thành đang có dấu hiệu bị sưng lên. Có lẽ là do va chạm với Đức Chiến trong tình huống vừa rồi. Không có quả đá phạt đền nào cả, trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Văn Triển. Cả hai đều có những tình huống bóng khiến cho đối phương phải cảm thấy e dè.
Leo Arthur. Marlon. Leo Arthur đang phải cố gắng di chuyển thật rộng và kéo theo các cầu thủ áo đỏ. Và khống chế khá tốt của Allen, nhưng tình huống trả bóng thì không. Bây giờ là Hoàng Đức. Liệu câu lạc bộ thể công Viettel có thể tổ chức phản công hay không? Vẫn tiếp tục là những tình huống cầm bóng và che chắn của Hoàng Đức. Bị kéo rồi. Thẻ vàng dành cho Cao Văn Triển. Trọng tài Mai Xuân Hùng đã rút ra một thẻ phạt nhanh và chính xác. Cầu thủ sinh năm 1993 đã lép vế hơn về tốc độ cũng như là thể hình. Hoàng Đức thì vẫn thể hiện được điểm mạnh của anh, đó là những tình huống mở tốc và che chắn khiến cho đối phương không thể tiếp cận. Và sau đó thì Cao Văn Triền đã buộc phải có một động thái kéo áo, đồng nghĩa với việc anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Hữu Thắng và Đức Chiến đang là những người đứng trước bóng bên phía đội chủ nhà. Không biết các cầu thủ áo đỏ sẽ dàn xếp như thế nào, nhưng Đức Chiến đã thẳng. Những cơ hội nguy hiểm nhất mà câu lạc bộ thể công Viettel có được cho tới lúc này đều là những quả đá phạt. Ở quãng đầu của hiệp 1 là quả đá phạt của João Pedro và vừa rồi là cú đá phạt của Đức Chiến. Văn Thuận. Đình Trọng. Leo Arthur. Rất khó để có thể tấn công vào khu vực trung lộ. Tất cả các cầu thủ áo đỏ cũng đã lùi về phần sân nhà rồi. Maryland Quy Nhơn Bình Định đang phải xẻ bóng ra biên khá nhiều. Nguyễn Văn Đức. Những giây cuối trong quãng thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1, các cầu thủ thể công Viettel chủ động để cho đối phương cầm bóng. Maryland Quy Nhơn Bình Định thì phải truyền qua truyền lại, họ phải sàng đội hình của đối phương rất nhiều. Nỗ lực tấn công vào khu vực trung lộ đã không thành công. Adriano. Khi Linh Trọng rồi cả Marlon dâng cao thì Adriano Smith là người sẽ đá thấp nhất để tạo ra một điểm bóc lót. Hiệp 1 sẽ có 5 phút bù giờ. Văn Đức. Bây giờ là Đình Trọng. Văn Triển. Hãy cùng chờ xem là Maryland Quy Nhơn Bình Định với khả năng tấn công khá tốt của mình liệu có thể xuyên phá được hàng phòng ngự của câu lạc bộ thể công Viettel hay không. Cự ly đội hình phòng ngự của câu lạc bộ thể công Viettel đang được giữ khá tốt. Văn Thành. Đường truyền dành cho Văn Đức. Và phối hợp ở biên đã giúp cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định được hưởng một quả đá phạt góc. Phá bóng không tốt của Hữu Thắng, sút bóng. Cú đá khá tốt đến từ Đình Trọng, nhưng bóng đã va phải một cầu thủ áo đỏ. Vẫn tiếp tục là những nỗ lực tấn công của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đình Trọng. Văn Thuận. Nếu cứ duy trì một phong độ như hiện tại thì Đình Trọng xứng đáng được trở lại với đội tuyển quốc gia. Khá tốt cơ hội cho các cầu thủ đội khách. Sút bóng. Việt vị rồi.
Cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định rơi vào vị trí việt vị, đó là trung vệ Adriano Smith. Chút xíu thôi, nếu như João Pedro đứng thấp hơn một chút thì Adriano Smith đã không rơi vào vị trí việt vị. Cũng đã có những bước di chuyển hoán đổi vị trí của Adriano Smith với những người đồng đội. Đó là một cách để giúp cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có thêm những phương án bất ngờ dành cho câu lạc bộ thể công Viettel. Cao Văn Triển. Bây giờ là Văn Thuận. Đức Lợi. Tiếp tục là Văn Thuận. Đình Trọng. Mark Lòn. Tiếp tục phối hợp ở khu vực trung lộ. Mở bóng sang phải khá hay. Nhưng tình huống căng ngang của Văn Đức đã không thể vượt qua được Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn tiếp tục là những nỗ lực của Văn Đức. Đi được vào trong, vẫn Văn Đức. Không kịp. Hữu Thắng đã phá bóng lên. Hai tình huống liên tiếp mà Nguyễn Văn Đức cố gắng xuyên phá vào hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ thể công Viettel. Allen khống chế tốt. Vẫn không thể vượt qua được Thanh Bình. Thêm một quả bấm bóng vào trong. Lần này đến lượt Bùi Tiến Dũng là người đã ngăn cản Văn Thành. Cao Văn Triển. Bây giờ là Văn Thuận. Tình huống đưa bóng cho Allen là không dễ bởi cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đã bị kềm cặp bởi hai cầu thủ áo đỏ. Maryland Quy Nhơn Bình Định cố gắng tổ chức tấn công nhưng sức ép mà họ tạo ra chưa đủ lớn để giúp để khiến cho câu lạc bộ thể công Viettel bị suy chuyển. Với việc chỉ còn lại 10 người trên sân thì sẽ là một ngày mà các cầu thủ bên phía câu lạc bộ thể công Viettel bị bao mòn về mặt thể lực. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng sẽ có thêm những góc quan sát với rất nhiều những gương mặt bên phía cả hai câu lạc bộ. Một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang bị đau đó là đội trưởng Văn Thuận. Văn Thuận đã va chạm với Trương Tiến Anh. Và anh đang bị đau ở vùng hông phải. Trọng tài sẽ có một pha thả bóng với lợi thế kiểm soát thuộc về phía câu lạc bộ thể công Viettel. Và tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Những điểm nhấn của hiệp 1 chúng ta có thể lược được ngay. Đầu tiên là tấm thẻ đỏ của Sa Hà. Hoàng Đức và các đồng đội cũng đã có những nỗ lực, nhưng những cơ hội mà họ có được đa phần đến từ những tình huống cố định. Maryland Quy Nhơn Bình Định thì cố gắng tấn công, nhưng họ đang phải vấp phải một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt bởi đội chủ nhà. Và chúng ta sẽ chờ đợi hiệp 2, bàn thắng liệu có xuất hiện ở sân vận động Hàng Đẫy hay không. Giờ sẽ là quãng nghỉ giữa hai hiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hàng Đẫy để tiếp tục dõi theo những diễn biến trong trận đấu muộn nhất ở vòng đấu thứ 18 của V-League 1 2023-2024. Kết thúc hiệp 1 thì đội chủ nhà câu lạc bộ thể công Viettel cùng với đội khách câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn chưa thể ghi bàn. Tỷ số vẫn đang là không đều. Và ngay đầu hiệp 2 thì đội chủ nhà trong thế chỉ còn lại 10 người trên sân sẽ tiếp tục có một sự thay đổi người. Quốc Văn Khang sẽ được tung vào sân để thay thế cho Nhâm Mạnh Dũng. Sau tấm thẻ đỏ của Zaha ở hiệp 1 thì câu lạc bộ thể công Viettel đã phải có sự thay đổi khi mà Hữu Thắng đã thay thế cho Đặng Tuấn Phong. Và bây giờ thì đến lượt Khuất Văn Khang, cũng là một cầu thủ sinh năm 2003 khác. Anh được tung vào sân để thay thế cho Nhâm Mạnh Dũng. Hiệp đấu đầu tiên thì Văn Lâm và các đồng đội đã có thể bảo vệ được mảnh lưới của mình.
nhưng trên mặt trận tấn công thì họ vẫn chưa có được sự hiệu quả. Và bây giờ sẽ là những sự tăng cường chất kinh nghiệm mà Hồng Quân cùng với Vũ Minh Tuấn là những người sẽ được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cả đội bóng đều sẽ có những sự thay đổi người và sẽ có thêm những toan tính đến từ băng ghế huấn luyện với những người đã từng sát cánh bên nhau, đó là huấn luyện viên Đức Thắng và huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Hãy cùng chờ đợi huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ gia tăng mặt trận tấn công như thế nào. Ông sẽ rút ai ra khỏi sân để tung vào sân những người như là Vũ Minh Tuấn, rồi bên cạnh đó là cả Mạc Hồng Quân nữa. Như vậy là Vũ Minh Tuấn được tung vào sân để thay thế cho Phạm Văn Thành. Adriano Smith sẽ nhường lại vị trí cho Mạc Hồng Quân. Như vậy là huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy sẽ rút một trung vệ ra và bổ sung vào một cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ như Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân cũng là người đã có đóng góp trong trận đấu lượt đi để giúp cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định giành chiến thắng 4-1 trước câu lạc bộ Thể Công Viettel. Chính anh là người đã ấn định tỷ số chiến thắng dành cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định trong trang phục lấy màu xanh là màu chủ đạo sẽ bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Mắc lọt. Như vậy là câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ trở lại với hệ thống có 4 hậu vệ. Bộ đội trung vệ của họ đó sẽ là Mắc Lòn và Đinh Trọng. Ở cánh phải sẽ là hậu vệ Văn Đức và ở cánh trái vẫn là Đức Lợi. Vũ Minh Tuấn trong những giây phút đầu tiên sau khi được tung vào sân đang đá ở phía hành lang cánh phải. Mà Hồng Quân sẽ là một sự bổ sung ở tuyến giữa bên cạnh Văn Thuận và Văn Triển. Khá tốt. Nhiều khả năng câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ chuyển sang chơi với sơ đồ đội hình là 4-3-3. Ở cánh trái thì sẽ là Leo Arthur. Cánh phải là Vũ Minh Tuấn. Không, như vậy là Vũ Minh Tuấn đang xuất hiện ở khu vực trung lộ. Nhiều khả năng thì Vũ Minh Tuấn sẽ di chuyển rộng để hỗ trợ cho bộ đôi đó là Allen cũng như là Leo Arthur. Văn Thuận sẽ được kéo sang lệch phải một chút. Vẫn là những giây phút mà các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang kiểm soát bóng. Văn Đức, Cao Văn Triển. Bây giờ là Mark Lòn. Được chuyền vào khu vực trung lộ. Thành Bình đã dâng lên rất nhanh và gây ra áp lực. Nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng đã thổi phạt trung vệ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Biết là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ có thêm những toán tính như thế nào. Bóng được treo vào. Sút bóng. Đúng ra chân nhanh là của Minh Tuấn. Minh Tuấn vẫn luôn giữ cho mình một nụ cười rất tươi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Minh Tuấn đã sẵn sàng với bóng hai để có được một cú sút. Các cầu thủ áo đỏ cũng sẽ phải cẩn thận với những tình huống bóng hai bởi ở trong vòng cấm của họ. Những cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định như là Allen, rồi cả Leonardo Arthur đều là những cầu thủ có khả năng khung chiến, đặc biệt là Allen. Trong giai đoạn cuối của giai đoạn 1, những tưởng là Allen sẽ không thể gắn bó với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định tiếp tục nữa vì chấn thương. Sau cùng thì anh đã kịp thời bình phục và vẫn ở lại với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định.
những gì chúng ta có thể nói về câu lạc bộ Thể Công Viettel vào lúc này là họ sẽ rình rập và cố gắng tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất. Mà Hồng Quân lên bóng dành cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Leo Arthur cố gắng đi vào khu vực trung lộ, bóng được mở sang phía hành lang cánh phải. Cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với Leo Arthur. Hữu Thắng là người đã phạm lỗi với số 10 bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Không phải như vậy, người đã phạm lỗi là Thanh Bình. Thanh Bình đã phải nhận một chiếc thẻ vàng do tình huống phạm lỗi vừa rồi với Leo Arthur. Đó là chiếc thẻ vàng thứ 3 kể từ đầu mùa theo những báo cáo của ban tổ chức. Và như vậy là Thanh Bình sẽ không thể góp mặt ở trận đấu tiếp theo nếu như những thống kê đó là chính xác. Thanh Bình trận đấu tiếp theo của câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ là một trận đấu hứa hẹn cực kỳ khó khăn. Đó cũng sẽ là trận đấu tâm điểm ở vòng đấu thứ 19 khi họ tiếp đón Maryland, tiếp đón câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trên sân nhà. Văn Đức trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Đó là Văn Đức và căng ngang đã không thể vượt qua được Hoàng Đức. Cao Văn Triển, Văn Thuận vẫn tiếp tục sẽ là những tình huống chuyền bóng sang ở phía ngoài đội hình phòng ngự của câu lạc bộ Thể Công Viettel đến từ đội khách. Văn Đức và mở bóng của Cao Văn Triển, bóng còn ở trong cuộc. Đó là Ma Hồng Quân, không được cơ hội lên bóng dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Trọng tài không thổi phạt Cao Văn Triển, trận đấu được tiếp tục. Tốc độ đã giúp cho Nguyễn Văn Đức có thể tiếp cận được với trái bóng. Và cắt bóng chủ động của Thanh Bình, nhưng ngay lập tức thì anh lùi về. Một đội bóng thì đang kiên nhẫn phòng ngự, đó là đội chủ nhà câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và đội khách thì đang rất kiên nhẫn với phương án của mình. Họ vẫn đang vây hãm ở vòng ngoài. João Pedro cùng chơi bóng khá tốt. Tốc độ của Trương Tiến Anh tiếp được bóng rồi. Nhưng Marlon là người đã bọc lót cuối cùng bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đức Chiến, Thanh Bình. Hướng đưa bóng lên của Quang Thế Tài rõ ràng là đã làm khó Hoàng Đức. Trọng tài Mai Xuân Hùng đã thổi phạt Cao Văn Triền sau tình huống tranh chấp vừa rồi với Hoàng Đức. Đức Chiến, Trương Tiến Anh tình huống đưa bóng vào. Marlon là người đã phá bóng ra. Bây giờ thì câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định chỉ còn lại hai trung vệ mà thôi. Marlon là người sẽ có xu hướng và đá thấp hơn so với Đình Trọng. Đình Trọng là người đang theo sát với João Pedro, theo kèm những ngoại bình luôn là một thứ sở trường của Đình Trọng. Người mà trong quá khứ nếu không phải gặp chấn thương thì anh vẫn luôn được mệnh danh là ông vua săn tây của V-League 1. Hữu Thắng. Liên tiếp là những màn tranh chấp ở khu vực giữa sân. Đức Chiến, Hữu Thắng. Bóng được mở nhanh lên phía trên dành cho João Pedro.
và xử lý cực kỳ khôn ngoan của Đình Trọng, biết mình không thể tranh chấp ở trên không. Đình Trọng đã cố gắng giữ vị trí và tránh một tình huống va chạm với João Pedro. Một tác động vừa đủ. Đó là sự khôn ngoan của Đình Trọng. Gần 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua, Đình Trọng và các đồng đội vẫn chưa thể ghi bàn. Điều mà họ đang làm tốt nhất là khiến cho câu lạc bộ Thể Công Viettel không thể tấn công được về phía khung thành của Văn Lâm. Còn với huấn luyện viên Đức Thắng, ông vẫn đang có những toan tính. Và lúc này thì huấn luyện viên Đức Thắng rất đáng tiếc là không có được sự phục vụ của Pedro Henrique, một người có thể giải quyết được trận đấu với những tình huống đẩy bóng và đi bóng tốc độ. Đúng vào lúc mà câu lạc bộ cần Pedro Henrique nhất thì anh đã gặp một chấn thương sau những tình huống va chạm trong trận đấu với câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Bóng được mở sang phải. Tiếp tục là Nguyễn Văn Đức. Tình huống đưa bóng vào hơi mạnh một chút. Mà Hồng Quân rất cố gắng đánh đầu đưa bóng về tuyến sau. Cao Văn Triển vẫn tiếp tục phối hợp ở vòng ngoài, luân chuyển bóng tốt. Văn Đức, tình huống tạt bóng đã không thể vượt qua được Phan Tuấn Tài. Việc có được Nguyễn Văn Đức ở mùa giải năm nay là một phi vụ chuyển nhượng thành công cho đến lúc này với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cá nhân của Văn Đức cũng đã có được 4 pha lập công ở mùa giải 2023-2024. Và bằng vào là của mũi nhọn Allen bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Không tốt. Chúng ta có thể nghe thấy được tiếng phản ứng của khán giả về tình huống đưa bóng lên vừa rồi của Hữu Thắng. Như vậy là bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ có sự thay đổi người. Trịnh Đức Lợi sẽ nhường lại vị trí cho Nguyễn Hùng Thiện Đức. Nguyễn Hùng Thiện Đức là một phi vụ chuyển nhượng được tính đến khi mà câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định để cho Thanh Thịnh đến với Thép Xanh Nam Định. Nguyễn Hùng Thiện Đức sẽ chám vào vị trí của Trịnh Đức Lợi để lại bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Trong quá khứ thì Nguyễn Hùng Thiện Đức đã từng được khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Quốc Tuấn. Phước Văn Khang, một đối một với Đình Trọng, không dễ để vượt qua được Đình Trọng. Khả năng bắt 1-1 của Đình Trọng vẫn được thể hiện. Bây giờ là Mã Hồng Quân, cánh trái là Nguyễn Hùng Thiện Đức. Cầu thủ đang được câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định mượn từ BKMX Bình Dương. Leo Arthur sút bóng nguy hiểm, dứt điểm, Nguyễn Văn Đức đã đưa được bóng vào lưới của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Một nụ cười rất tươi của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Văn Đức tiếp tục ghi bàn và đóng góp cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bàn thắng thứ 5 kể từ đầu mùa của Nguyễn Văn Đức. Anh được hưởng lợi rất lớn sau cú sút xa của Leo Arthur. Văn Đức không việt vị, còn vấn đề trong pha bóng này ai cũng có thể thấy được. Quang Thế Tài đã để cho trái bóng trôi qua tay mình, cột dọc cứu thua cho anh. Nhưng khi bóng nảy ra thì tất cả đều vô vọng với Quang Thế Tài. Thể Công Viettel đã chơi rất cố gắng kể từ đầu trận, kể từ khi mà họ mất người. Nhưng Quang Thế Tài đã đẻ trứng vàng trong pha bóng này. Và nó là bàn thắng không thể dễ dàng hơn. Có lẽ là bàn thắng dễ nhất sự nghiệp của Văn Đức. Maryland Quy Nhơn Bình Định tiếp tục khiến cho sân vận động Hàng Đẫy phải có những trải nghiệm không mấy vui vẻ.
từ câu lạc bộ Công an Hà Nội đến câu lạc bộ Hà Nội và bây giờ là Thể Công Viettel. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ áo đỏ. Tất nhiên may mắn đã đứng về phía của câu lạc bộ Maryland, Quy Nhơn Bình Định trong bàn thắng của họ. Nhưng đó cũng có thể coi là một sự tưởng thưởng cho những gì mà Maryland, Quy Nhơn Bình Định đã cố gắng thể hiện. Họ đã có những phương án mới trên mặt trận tấn công. Còn ở phía sau, Đình Trọng cùng với Marlon đang chơi chắc chắn. Rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng để tạo ra được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này thì câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của V-League 1 2023-2024 với 32 điểm. Còn với câu lạc bộ Thể Công Viettel thì một lần nữa họ sẽ đứng ở vị trí trên những đội bóng như là Sông Lam Nghệ An và cả đội bóng cuối bảng và lúc này đang là câu lạc bộ Khánh Hòa. Hoàng Đức. Cũng có một chi tiết nữa trong bàn thua của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Đó là một pha bóng mà họ để cho Leo Arthur rất rảnh chân. Leo Arthur là một cầu thủ đã thể hiện được khả năng sút xa của mình ở mùa giải 2023-2024 này. Joao Pedro gặp một đối cứng cựa, đó là trung vệ Marlon. Hai trung vệ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có những màu sắc khác nhau về ngoại hình, về thể chất, nhưng họ có một điểm chung là bắt một một rát và khiến cho đối phương phải có những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Chúng ta vừa được thấy là Joao Pedro đã gặp một vết đau sau tình huống tranh chấp với Marlon. Trong một ngày đẹp trời thì hệ thống của Maryland Quy Nhơn Bình Định là một hệ thống được đánh giá rất cao. Các cầu thủ của họ chỉ cần thể hiện đúng phong độ và những phẩm chất tốt nhất của mình thì Maryland Quy Nhơn Bình Định có thể làm được rất nhiều những điều đặc biệt. Họ là đội bóng duy nhất cho tới lúc này giành chiến thắng trước câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trong cả hai lượt trận. Và họ đang là đội bóng hướng đến việc sẽ biến sân vận động Hàng Đẫy trở thành sân nhà của mình ở mùa giải 2023-2024 này. Có một quả đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cách biệt mới chỉ là một bàn. Huấn luyện viên Đức Thắng sẽ tung con át danh trùng vào sân. Có lẽ là con át chủ bài cuối cùng rồi trên mặt trận tấn công. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Hữu Thắng. Trương Tiến Anh trả bóng, Hữu Thắng đưa bóng vào. Đình Trọng là người đã phá bóng lên. Lên bóng rất nhanh dành cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Văn Thuận đang rất chống trải. Văn Thuận xử lý như thế nào? Không bóng! Có lẽ là không thể tiếc nuối hơn dành cho Văn Thuận trong tình huống vừa rồi. Lần này thì may mắn đã đứng về phía của Quang Thế Tài. Lại một pha bóng nữa mà Maryland Quy Nhơn Bình Định đã cho thấy được khả năng chuyển trạng thái của họ. Leo Arthur lại là hạt nhân chính. Anh đã đưa bóng vượt qua được cầu thủ áo đỏ. Trương Tiến Anh băng về trong vô vọng. Và cánh tay của Quang Thế Tài lần này đã lập công lớn cứu thua cho câu lạc bộ Thể Công Viettel trong thế 1-1 với Văn Thuận. Ý tưởng của Văn Thuận là không hề tệ, nhưng cánh tay của Quang Thế Tài đã cứu thua cho đội chủ nhà và nó níu lại những hy vọng cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và đánh đầu là của Marlon. Câu lạc bộ Thể Công Viettel có sự thay đổi cầu thủ. Số 77 Pedro rời sân, số 22 Trần Thanh Trung vào sân. Như vậy là Joao Pedro rời sân nhường lại vị trí cho Danh Trung. Phan Tuấn Tài cũng đang rời sân.
Một trận đấu với cường độ cao và João Pedro đã không thể hiện được nhiều. Mà thể hiện của João Pedro lại càng khiến cho cổ động viên của Thể Công Viettel nhớ một Pedro khác, đó là Pedro Henrique. João Pedro hiểu được rằng anh đã có một màn trình diễn thất vọng, nhưng cũng phải thông cảm cho João Pedro, đội bóng của anh đã mất người từ khá sớm. Hữu Thắng. Phan Tuấn Tài. Như vậy là Phan Tuấn Tài sẽ trở lại với phía hành lang cánh trái, chứ không phải là anh rời sân. Trương Tiến Anh. Đường chuyền dài lên phía trên. Thể Công Viettel đã thoát thua trong một tình huống tưởng chừng như là 10-10 rồi. Và bây giờ thì họ sẽ tìm kiếm cơ hội của mình. Cơ hội vẫn còn vẹn nguyên với đội chủ nhà. Thời gian thi đấu còn khoảng gần 30 phút nữa. Và đưa bóng vào của Hữu Thắng đánh đầu. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ của câu lạc bộ Thể Công Viettel cần những bàn thắng của Danh Trung. Danh Trung vẫn chưa thể ghi bàn thắng tại V-League 2023-2024. Cho dù anh đã có hai tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Và vào lúc này thì Danh Trung cần phải thể hiện được khả năng ghi bàn của mình. Danh Trung sẽ có một điểm khác biệt so với João Pedro là anh có khả năng hoạt động độc lập và đi bóng. Đó là một chi tiết được huấn luyện viên Đức Thắng tính đến khi tung Danh Trung vào sân để thay thế cho João Pedro. Đức Chiến. Khuất Văn Khang. Bóng được mở sang phải. Bây giờ là Trương Tiến Anh tiếp tục phối hợp với Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang ở đáy biên cố gắng đi vào trong. Vẫn là Khuất Văn Khang. Sút bóng. Goal! Nhưng không, trọng tài biên vừa phất cờ. Trọng tài biên vừa phất cờ. Hữu Thắng đã đưa được bóng vào lưới. Nhưng theo quan sát của tôi thì trọng tài biên đã phất cờ. Hãy cùng chờ những góc máy quay chậm. Ở góc máy này thì thật khó để xác định là Khuất Văn Khang liệu đã rơi vào vị trí việt vị hay chưa. Còn không thể thổi phạt với những diễn biến tiếp theo đó. Mọi thứ cần chậm hơn một chút. Pha bóng này thì thật khó có thể thổi phạt các cầu thủ áo đỏ. Thêm một lần nữa thì trọng tài chính điều khiển trận đấu này, ông Mai Xuân Hùng, đang có những trao đổi với các trọng tài điều hành công nghệ VAR, ông Lê Vũ Linh và ông Trần Đình Thịnh. Đây là quãng thời gian silent check giữa trọng tài chính và các trọng tài điều hành công nghệ VAR. Họ sẽ trao đổi để xem là có sự đồng thuận về mặt quyết định hay không. Nếu như không đồng thuận thì trọng tài Mai Xuân Hùng sẽ trực tiếp tham khảo màn hình của công nghệ VAR. Thêm một tình huống nữa kịch tính ở hiệp thi đấu thứ hai này. Phải chăng là ở vị trí của Danh Trung? Liệu có được tính là Danh Trung tham gia vào pha bóng tấn công này hay không? Còn ở góc máy quan sát vừa rồi thì pha băng xuống của Khuất Văn Khang, nếu như thổi phạt việt vị thì nó sẽ có đôi chút sự nhạy cảm. Và đó là bàn thắng hợp lệ, không có vấn đề gì cả. Với tình huống đưa bóng vào lưới của Hữu Thắng, tỷ số đã là 1-1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong thế bất ngờ thì câu lạc bộ Thể Công Viettel đã có được bàn thắng gỡ hòa với những nhân vật đến từ băng ghế dự bị. Hữu Thắng trong hiệp đấu đầu tiên và Khuất Văn Khang ở hiệp thi đấu thứ hai. Tính đột biến đã được tạo ra.
từ những gương mặt đầy quyết tâm như là Khuất Văn Khang và cả Hữu Thắng nữa. Thời gian của trận đấu vẫn còn khá nhiều. Tỷ số đã là 1-1 rồi. Đây là sự thú vị của bóng đá. Sau khi thoát thua trong thế 10 người, tấn công Viettel vẫn có thể gỡ hòa. Đó là một pha bóng mà Khuất Văn Khang cùng với Trương Tiến Anh đã khai thác được vào nách hàng phòng ngự của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Và sau đó thì phần việc còn lại của Hữu Thắng chỉ là đệm bóng, đánh bại được thủ thành Văn Lâm và mang lại bàn thắng cho câu lạc bộ thể công Viettel. Hy vọng rằng trận đấu sẽ còn trở nên hấp dẫn hơn nữa sau khi chúng ta đã được chứng kiến hai bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ hai, và đặc biệt là sau quãng thời gian thi đấu có phần tẻ nhạt của hiệp 1. Pha thả bóng của Ba Hồng Quân không được. Minh Tuấn đã không thể bật tường được với các đồng đội. Văn Thuận treo bóng vào dành cho Lê Arthur. Bóng đã không thể qua được Trương Tiến Anh. Khuất Văn Khang phá bóng lên cho đội chủ nhà. Nỗ lực là của Danh Trung. Danh Trung cũng là người đã gây ra những rắc rối trong tình huống vừa rồi. Anh là người đã hút theo sự chú ý của cả Đình Trọng và Mark Lon để cho Hữu Thắng có được khoảng trống ở phía sau và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Mà Hồng Quân đưa bóng vào, không hiểu ý nhau. Đó là một tình huống chơi bóng thiếu đồng bộ giữa Hoàng Đức và Thanh Bình. Maryland Quy Nhơn Bình Định được hưởng một quả đá phạt góc và họ đã cố gắng thực hiện nhanh tình huống này. Allen, so với Leo Arthur thì Allen đang có phần kém tiếng hơn, rất cố gắng để đi bóng. Pha phối hợp không thành công của các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Khuất Văn Khang cố gắng băng lên nhưng đã không thể vượt qua được Nguyễn Hùng Thiện Đức. Sau khi được tung vào sân thì Nguyễn Hùng Thiện Đức đang hoạt động ở bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Bộ đội trung vệ của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng đang dâng rất cao rồi. Họ sẽ nỗ lực để tiếp tục tấn công. Thiện Đức, Arthur, vẫn là Leo Arthur. Không dễ một chút nào cả. Trương Tiến Anh cùng với Thanh Bình là những người đã tạo ra một thế gọng kìm. Bóng tiếp tục được treo vào trong. Cú đánh đầu của Allen không khó với Quang Thế Tài. Trong tình huống vừa rồi thì Phan Tuấn Tài cũng gặp khá nhiều những khó khăn trong việc ngăn cản Allen có cú đánh đầu. Danh Trung, Hữu Thắng đang băng lên, rất cố gắng nhưng Hữu Thắng không đủ sức dớn. Sau khi tình huống tấn công không được tổ chức thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel cũng lùi về phần sân nhà. Cao Văn Triển, Văn Thuận. Văn Thuận sẽ rất tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ của mình. Tất nhiên may mắn cũng đã không đứng về phía của Văn Thuận. Thật đáng tiếc cho Quang Thế Tài.
Anh đã mắc sai lầm và khiến cho câu lạc bộ Thể Công Viettel phải nhận bàn thua. Nhưng các đồng đội của anh ở phía trên đã mang lại được hy vọng. Bây giờ là Đức Chiến, tranh chấp tốt, mở bóng sang phải dành cho Trương Tiến Anh. Trương Tiến Anh vẫn đang thi đấu tốt. Bây giờ là Đức Chiến, xử lý như thế nào? Vẫn là Đức Chiến, không được. Sự cơ động của Trương Tiến Anh đang là hạt nhân trong những tình huống lên bóng của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Một lần nữa thì Trương Tiến Anh là người đã mở bóng xuống để cho đồng đội xâm nhập sát đáy biển của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định. Hôm nay thì Đức Chiến đã không thể đưa được bóng dành cho Khuất Văn Khảng. Cánh trái là cánh mà câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang để cho đội chủ nhà câu lạc bộ Thể Công Viettel tấn công vào khá nhiều. Tình huống cố định và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bóng được treo vào. Văn Lâm đã bắt dính bóng. Và Văn Lâm đã nhanh ném bóng lên phía trên nhưng không được. Trương Tiến Anh đang thực sự chơi thăng hoa ở quãng cuối của mùa giải. Văn Thuận, Mà Hồng Quân. Cao Văn Triển. Đường truyền khá tốt. Sút bóng. Vũ Minh Tuấn đã có một tình huống di chuyển hay để xâm nhập vào vòng cấm của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Nhưng cầu thủ áo đỏ vẫn theo sát anh. Thành Bình đã khiến cho cú đá của Vũ Minh Tuấn không thể hướng về phía khung thành của Quang Thế Tài. Lên tí nào. Leo Arthur. Vẫn là Leo Arthur. Nắn nót với quả tạt. Bóng đã được phá ra. Cao Văn Triển. Xử lý tốt. Đường chuyền nhanh, Marlon không được. Phan Tuấn Tài là người đã khiến cho Marlon không thể giành chân dứt điểm. Đó là một pha bóng mà các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định đã đập nhả khá hay và mang tới cơ hội dành cho Marlon sau một điểm chạm tốt đến từ Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân đang di chuyển vào khoảng trống nhưng Văn Thuận đã không thể chuyền bóng. Những tình huống di chuyển không bóng của những cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn, Leo Arthur đang được Maryland Quy Nhơn Bình Định khai thác triệt để. Hoàng Đức can thiệp kịp thời. Bóng đã nhanh chóng trở lại với các cầu thủ đội khách. Tiếp tục là Văn Thuận. Với việc đang chờ với một số đông nhân sự trên mặt trận tấn công thì các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang có khá nhiều những cầu thủ tích cực di chuyển không bóng xâm nhập vào vòng cấm của Thể Công Viettel. Họ sẽ đột ngột tăng tốc. Khi đó thì những chân truyền ở phía sau như là Văn Triền rồi cả Văn Thuận sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh của mình là những tình huống tỉa bóng. Leo Arthur không thể đập nhả thành công với Allen. Bóng đã trở lại với các cầu thủ áo đỏ. Ngay sau đó thì có sự can thiệp. Văn Thuận. Tiếp tục là Văn Thuận. Mạc Hồng Quân. Nỗ lực sút xa của Mạc Hồng Quân đã bị can thiệp bởi Đức Chiến. Tiếp tục là Đức Chiến. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Khuất Văn Khảng đưa bóng sang hành lang cánh phải dành cho Trương Tiến Anh. Tuy nhiên thì Trương Tiến Anh đã bị trượt chân. Nhưng vẫn có thể bảo vệ được trái bóng. Tiếp tục là Trương Tiến Anh. Tiến Anh đã không thể vượt qua được Thiện Đức. Sang khoảng 10 phút cuối trong thời gian thi đấu chính thức. Thể Công Viettel và Maryland Quy Nhơn Bình Định vẫn đang hòa nhau với tỷ số 1-1.
Văn Thuận khá trống trải, không được. Văn Thuận đã không thể đưa bóng xuống dành cho Leo Arthur. Hướng đưa bóng nhanh lên phía trên dành cho tốc độ của Danh Trung, nhưng cũng không có đồng đội nào của anh băng lên từ phía sau cả để hỗ trợ cho Trần Danh Trung. Trợ lý Văn Biển đang hỗ trợ cho huấn luyện viên Đức Thắng truyền đạt những ý tưởng để cho các cầu thủ đứng vị trí. Leo Arthur cố gắng bứt quả. Leo Arthur, Thanh Bình cũng đang chơi tỉnh táo nơi hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Thanh Bình cũng như là Đình Trọng đều là những cầu thủ phòng ngự có khả năng khiến cho các ngoại binh tham dự V-League 1 cảm thấy khó khăn khi phải đối đầu. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Leo Arthur. Bóng được treo về phía cột gần nhưng Hoàng Đức là người đã khiến cho quả đá phạt góc của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định không thể được khai thác. Ở vòng đấu tiếp theo thì Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ trở về sân nhà và tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng đang nằm ở nhóm giữa của bảng xếp hạng. Maryland Quy Nhơn Bình Định thì đang trong cuộc đua để có thể góp mặt trong top 3 của V-League 1 2023-2024. Họ đang có những đối thủ trực tiếp, đó chính là BKMX Bình Dương, câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây đều là những đội bóng đang nằm ở nhóm tiệm cận với 30 điểm. Nếu như có được một điểm trong trận đấu này thì câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ vươn lên được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ cùng với những câu lạc bộ như BKMX Bình Dương, Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định sẽ có ít nhất là 30 điểm. Khuất Văn Khang tiếp tục là Khuất Văn Khang giữ bóng khá tốt và trả bóng thiếu cảm giác là của Danh Trung. Và nó trở thành một tình huống mà các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định có thể khai thác tấn công. Tiếp tục là Leo Arthur một đối một với Thanh Bình. Leo Arthur pha quạt bóng, vẫn là Leo Arthur đưa bóng vào, nguy hiểm, sút bóng không vào. Xem chút nữa thì Quang Thế Tài lại mang cơ hội cho các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định với nỗ lực can thiệp của mình. Và quạt bóng vừa rồi của Leo Arthur đã cho thấy được sự lợi hại của anh. Nhưng rất may với câu lạc bộ Thể Công Viettel là trong nỗ lực đá bồi thì Allen đã không thể khiến cho trái bóng bay thấp hơn được. Như vậy là Gia Việt sẽ được tung vào sân để thay thế cho Văn Thuận. Chiều bóng vào, đánh đầu, không vào. Gia Việt vừa vào sân và đã rất gần với bàn thắng. Nhưng câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong tình huống này là ai? Ai bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel theo kèm với Gia Việt? Đó là một pha bóng mà hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thể Công Viettel không duy trì được sự an toàn. Rất may cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cao Văn Triển chỉ một bàn thắng thôi sẽ giải quyết được trận đấu. Và ai sẽ làm được điều đó thì chúng ta sẽ chờ đợi trong khoảng 10 phút này, 10 phút cuối bao gồm cả thời gian bù giờ. Thiếu đi sự liên kết, Cao Văn Triển cướp được bóng và sút ngay, nguy hiểm. Giữa Hoàng Đức và Đức Chiến vừa rồi đã thiếu đi tính thông tin. Chúng ta có thể nghe thấy những lời nhắc nhở đến từ khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ Thể Công Viettel là tính thông tin trong tình huống này không có giữa Đức Chiến và Hoàng Đức. Cú đá của Cao Văn Triển đã đi chệch khung thành.
Trong khoảng 3 phút trở lại đây thì công Viettel đã hai lần để cho Maryland Quy Nhơn Bình Định có được những cơ hội. Câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định có sự thay đổi cầu thủ. Số 18 Nguyễn Văn Đức rời sân. Số 17 Nghiêm Xuân Tú vào sân. Như vậy là Fashion Data của bóng đá Việt Nam Nghiêm Xuân Tú sẽ được tung vào sân. Anh vào sân để thay thế cho người đồng đội đó là Nguyễn Văn Đức. Trong khoảng những phút cuối này thì người đã lập kỷ lục về số đường kiến tạo trong một mùa giải của V-League 1 đó là Nghiêm Xuân Tú sẽ trở nên hữu hiệu với những quả tạt của mình. Và đưa bóng rất hay của Nghiêm Xuân Tú. Minh Tuấn không được, không thành công. Rất đáng tiếc cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Vừa vào sân thì Nghiêm Xuân Tú đã thể hiện được khả năng chuyền bóng ấn tượng của mình. Bây giờ là phản công dành cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Không có nhiều, cái bóng áo đỏ đang băng lên. Khuất Văn Khang cố gắng hoạt động độc lập. Vẫn là Khuất Văn Khang đưa bóng vào. Đánh đầu không được. Danh Trung đã không thể chạm được vào bóng. Hoàng Đức. Đường chuyền nhanh của Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân. Không được. Bùi Tiến Dũng đã can thiệp kịp thời. Hoàng Thế Tài. Quốc Văn Khang. Vừa rồi thì Thiện Đức đã phá hụt bóng. Tốc độ của Quốc Văn Khang. Vẫn là Quốc Văn Khang. Có đủ đồng đội ở phía trên. Hoàng Đức. Hữu Thắng đang rất trông trải. Chuyền bóng được cho Hữu Thắng. Cơ hội là đây. Hữu Thắng. Không vào. Liệu có cơ hội nào tốt hơn nữa không cho câu lạc bộ Thể Công Viettel trong quãng cuối này? Hoàng Đức và trước đó là Khuất Văn Khang đã làm tất cả để trao lại cho Hữu Thắng một cơ hội. Một cơ hội rõ nét. Nhưng Mark Lon đã chơi lăn xả để cản phá cú dứt điểm của Hữu Thắng. Những nhịp khống chế của Hữu Thắng đã khiến cho cơ hội của anh giảm đi. Và đó thực sự là sự tiếc nuối của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Hai đội đều đã phải có những giây phút đứng trong nguy cơ khi mà đối phương có được những cơ hội rõ rệt. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể được chứng kiến bàn thắng thứ ba. Quốc Văn Khang với quả đá phạt góc. Trận đấu cuối cùng của vòng đấu thứ 18 này, đặc biệt ở những phút cuối đang diễn ra rất hay. Đánh đầu. Nếu như tỷ số là 1-1 thì trong tâm trí của tất cả các cầu thủ ở trên sân đó là sự tiếc nuối. Họ đều đã có được những cơ hội để có thể kết liễu được đối thủ. Tiếp tục là Leo Arthur gây ra những áp lực. Đồng đội đang di chuyển. Khá hay. Leo Arthur vẫn cố gắng xử lý. Không dễ. Bóng đã trở lại với các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel. Hoàng Đức. Vẫn tiếp tục là Hoàng Đức. Quyết định cầm bóng đột phá. Vẫn là Hoàng Đức. Danh Trung đã có được sự hỗ trợ. Danh Trung một đối một với Đình Trọng. Mạc Hồng Quân đã hỗ trợ cho Đình Trọng và sau đó thì Danh Trung phạm lỗi. Những vệ tinh xung quanh Hoàng Đức ở quãng cuối này như là Danh Trung và Hữu Thắng đang không có được sự hiệu quả từ những tình huống xử lý. Tiếp tục là một tình huống đột phá của Leo Arthur. Đưa bóng vào. Không được. Vũ Minh Tuấn đã không thể chạm bóng. Những hình ảnh về bàn thắng của Leo Arthur chắc chắn rồi vẫn đang sắc nét, rõ nét trong tâm trí của khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bàn thắng mà anh đã ghi vào lưới của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trên sân vận động Thiên Trường. Leo Arthur là một cầu thủ có khả năng xử lý đột biến cho dù anh bị dồn vào tư thế khó cũng như là những phạm vi xử lý không tốt. Đó là một chi tiết rất đặc biệt mà câu lạc bộ Thể Công Viettel cần phải cẩn thận ở quãng cuối. Đánh đầu. Không vào. Lại là Leo Arthur mang tới cơ hội cho Mạc Hồng Quân. Không cần đà. Một tình huống rốt bóng vào trong rất chính xác của Leo Arthur dành cho Mạc Hồng Quân. Số 12 Phan Tuấn Tài rời sân. Số 90 Trần Mạnh Cường vào sân. Phút 89 và Phan Tuấn Tài sẽ nhường lại vị trí cho Mạnh Cường. Mạnh Cường cũng là một cầu thủ có duyên ghi bàn ở những phút cuối mùa giải năm nay.
anh đã từng ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng trong quãng thời gian bù giờ trong trận đấu được diễn ra trên sân vận động Lạch Tray. Ở vòng đấu thứ 12, nhờ bàn thắng của Mạnh Cường mà câu lạc bộ Thể Công Viettel đã có thể giật lại được một điểm. Cao Văn Triển, Alan, đồng đội là Leo Arthur đang xin bóng. Leo Arthur, cú đá không thể vượt qua được Thanh Bình. Trước đó thì đường truyền của Alan hơi thiếu đi một chút lực. Ngay lập tức có những lời nhắc nhở từ khu vực kỹ thuật của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Vị trí của Trương Tiến Anh cần thêm những sự hỗ trợ. Trương Tiến Anh cũng không có xu hướng dâng cao nữa, bởi anh còn phải lo lắng đến vị trí của Leo Arthur. Những giây phút quyết định của trận đấu. Mạc Hồng Quân, Cao Văn Triền đang chống trải, bóng ở khu vực trung lộ, sút bóng. Cú đá đã không thể vượt qua được Mạnh Cường. Thanh Bình. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. 5 phút để luận thắng thua trong trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 18. Hiệp 2 của trận đấu thì cả hai đội bóng đã cống hiến những tình huống, những bàn thắng đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn. Màn trình diễn của cả hai đội trong hiệp thi đấu thứ hai đã cải thiện hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Phương Văn Khạc, trọng tài không thổi phạt mà không quân. Nhiều khả năng câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ dồn hết đội hình lên. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ có thể mơ về một vị trí cao trên bảng xếp hạng của V-League 1 ở mùa giải năm nay. Lỗi của cầu thủ áo xanh, Vũ Minh Tuấn đã phạm lỗi với Đức Chiến. Dẫu sao việc có được bàn thắng gỡ hòa một đều cũng ghi nhận những tính toán đến từ huấn luyện viên Đức Thắng, trong thế mà đội bóng của ông chỉ còn lại 10 người trên sân. Rất nhiều những phép tính với đội chủ nhà đã phải thay đổi chỉ sau 10 phút với tấm thẻ đỏ của Zaha. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có những sự tiếc nuối. Câu lạc bộ Thể Công Viettel cũng đã có được những cơ hội rõ nét trong hiệp thi đấu thứ hai, đặc biệt là ở tình huống của Hữu Thắng sau tình pha bóng mà Hoàng Đức đã rất cố gắng để mang tới cơ hội. Còn hơn 2 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Bóng được mở sang phải và đích đến là Nghiêm Xuân Tú. Mạc Lòn, anh đã xua tay để người đồng đội của mình ở phía hành lang cánh trái là Đức Thiện dâng lên. Đưa bóng vào. Bóng rơi đến vị trí của Nghiêm Xuân Tú. Không được. Ở tuổi 36 thì cũng thật khó yêu cầu Nghiêm Xuân Tú có thể duy trì được một tốc độ như thời kỳ đỉnh cao của anh. Trong một trận tour Malay 7 trận đấu chỉ trong 25 ngày thì chắc chắn rồi, hình ảnh ở những phút cuối của các trận đấu chúng ta có thể thấy là các cầu thủ đều đã xuống thể lực rất sâu. Mà Hồng Quân, và tranh chấp tốt là của Thanh Bình. Như vậy là Khuất Văn Khang bị thổi phạt sau khi anh trượt chân đã ôm lấy trái bóng.
Cố lên Khang, đứng ra ngoài Khang. Cầu thủ áo xanh còn chưa chạm vào Khuất Văn Khang. Và Khuất Văn Khang có đủ sự thông minh. Có phải như vậy là trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định? Thành Bình cũng đã có một trận đấu thi đấu đầy nỗ lực. Bóng được mở lên phía trên. Còn chưa đầy một phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Mà Hồng Quân vẫn còn cơ hội cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Treo bóng vào. Tình huống đưa bóng vào của Leo Arthur là quá sâu. Hoàng Đức cũng đã có một trận đấu thi đấu đầy cố gắng, cũng đã mang tới cơ hội cho các đồng đội ở phía trên trong hiệp thi đấu thứ hai, và cùng với đó là nhiều nỗ lực để hỗ trợ cho mặt trận phòng ngự. Và như vậy là trận đấu muộn nhất vòng đấu thứ 18 của V-League 2023-2024 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Maryland Quy Nhơn Bình Định đã vượt lên trong hiệp thi đấu thứ hai với pha lập công của Văn Đức, nhưng sau đó thì Hữu Thắng đã đưa trận đấu trở lại về thế cân bằng. Và chúng ta hiểu được sự tiếc nuối của Hữu Thắng, anh cũng đã có thêm một cơ hội nữa nhưng không thể tận dụng. Thế công Viettel sẽ không thể hài lòng được với một điểm trong trận đấu này. Họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12 với 21 điểm sau 18 trận đấu. Còn với câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định, họ đã vươn lên vị trí thứ 3 với 30 điểm, xếp trên BKMX Bình Dương nhờ có hiệu số tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua trận đấu muộn nhất tại vòng đấu thứ 18 của V-League 2023-2024. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.